Lee Young-hae trở lại đóng nàng Dae-cheol-geum phần 2 sau 20 năm. Bộ phim tiếp nối cốt truyện từ tác phẩm truyền hình ăn khách Jewel in the Palace, nàng Dae-cheol-geum của đài MBC vào năm 2023. Nàng Dae-cheol-geum kể về hành trình cuộc đời của cô gái mồ côi từ lúc thơ bé cho đến khi trở thành nữ y sĩ đầu tiên của nhà vua. Màn tài xuất của quốc bảo nhan sắc Lee Young-hae trong vai Dae-cheol-geum trong năm 2024 đánh dấu kỷ niệm 20 năm của bộ phim càng thêm ý nghĩa và được mong chờ hơn bao giờ hết. Với tỷ suất người xem trung bình là 45,8% ở Hàn Quốc, bộ phim gồm 54 phần này trở nên cực kỳ nổi tiếng không chỉ tại Hàn Quốc. Tại Việt Nam, bộ phim này cũng rất được khán giả yêu thích. Công ty Fantazo cũng chia sẻ việc quay phim sẽ bắt đầu vào tháng 10 và họ có kế hoạch phát sóng phim này vào đầu năm tới.